Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc em buổi tối xem video vui vẻ mọi người. Ở video này thì Khải sẽ soi set đồ cao thủ Tống Kim anh em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ soi set đồ của cao thủ T18 tuổi. Cho anh em xem nha. Hiện tại hôm nay được top 3. Khải thì trận này thì Khải vào sâu nên chỉ đánh được 20 phút thôi anh em ơi. Nên được gần 30k thôi. Cho anh em xem set đồ của cao thủ T18 tuổi thì như thế nào nha mọi người. Và tại sao lại khá là nhiều ngày lên top Tống Kim ngày hôm nay. Cho anh em xem set đồ nha. Anh em ơi. Đầu tiên thì chúng ta cùng xem qua đây là một cây đao. Anh hiệu ứng một cái đao, kháng hỏa 19, kháng hiệu ứng chó 20 và sinh lực 109. Anh sử dụng một cái nón 21-40, 21 kháng hỏa 40 chó, hiện tại đang có mình 60 chó. Và một cái chiền sinh lực, kháng hở kim, không kháng cả. Một cái áo 40, kháng độc 14. Áo kim này được kết nón ngoài lại vũ khí. Đằng này chắc chắn là vỏ đan rồi. Hiện tại đang sử dụng một cái bao tay kháng hỏa 19, ngập bỏ chó 30 sinh lực cao. Tính ra chó 30 này thì kèm với mũ bộ số 40 là 70, kèm với cái này nữa là 90 và có ngày 10 nữa, thì nếu mà ngày 10 nữa thì lên mình có thể lên được 101, cũng có thể lên 102 chó nếu như ngày 10 mắt thanh âm. Và cái nhẫn sinh lực hợp kim, một cái nhẫn khăn lôi sinh lực cao, một cái đài lưng khăn lôi 30 sinh lực, một đôi giày tóc 30 khăn lôi 19 và sinh lực cao. Nói chung là tổng set đồ này thì lượng khăn lôi và khăn hỏa khá nhiều. Cho anh em xem lượng khăn lôi từ nhẫn này, đai lưng này, giày này, đó thì lượng khăn lôi này trên 50 rồi. Rồi lượng khăn hỏa từ nón 21 này, mà đao 19 này, 40 kèm cái này nó 59 kèm cái này chỉ lấy hiệu ứng chó thì tính ra thì khăn hỏa với khăn lôi thì trên 5x5. Tại vì truyền khăn cả chưa có. Như hiện tại này thì đang top 6 server và chắc là đang khoảng tầm cấp 93. Anh em xem. Đang cấp 93. Rồi phải vào đan rồi. Đúng vỏ đan này. Này lại top 2 vỏ đan nè. Nói chung thì tầm này thì vỏ đan thì nhẫn là bá đạo của Tống Kim này mà. Con lông đao này nọ thì cũng đếm trên đầu ngón tay thôi. Tại vì tầm này thì con lông khá là yếu, khó mà ngày nào được đỡ mình lên top cao. Có ngày trước thì khả năng top 3, còn top 5, cũng có ngày top 10, top 9 thôi nè. Nói chung là hên xui thôi. Rồi nói chung là tổng set đồ này thì đẹp nhất vẫn là cái nón này em ơi. Nón này ít nhất phải 5-7 kim rồi. Cái vũ khí này khoảng 2-3 kim. Mấy cái này thì có thể là vài trăm xu. Áo này chỉ còn hơn 1 kim. Bao tay này cũng hơn 1 kim. Ngọc bội này cũng hơn 1 kim. Đai lưng này cũng khá đẹp. Đai lưng này khả nghĩa chất bèo lắm, phải 5 kim. Nhẫn khăn lôi, nhẫn khăn độc và dây. Nói chung thì tính sơ qua tổng set đồ này thì Khải tính nhẹ nhẹ thì tổng set đồ này trên dưới hơn 15-20 kim đó nè. 15-20 kim thì dao động ở server này nó khoảng gần tầm 1.3 đến 1.4 nè. Ad thì chưa nói. Rồi ok, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Tê Quý Tấm Tuổi cũng như là video Duy Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Anh em thích soi đồ cao thủ nào cứ comment bên dưới, Khải sẽ có cơ hội Khải sẽ soi cho anh em xem nha. Đừng quên like chia sẻ nha anh em ơi.